Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 62. Những đức đọc chứ vị nghe. Một lá thư mà cô này cô niệm Phật. Rồi chồng của cô bị bệnh xuất huyết não mà nhờ đeo máy niệm Phật chuyển hóa được. Cô mừng quá, cô viết lá thư gửi những đức mà chụp hơi mờ một chút, những đức đọc cho chị nghe. Con pháp danh Diệu Xuyến. Con xin kể thầy nghe việc chồng con vừa trải qua cơn bệnh xém chết, thầy ơi. Chồng con bị xuất huyết não cũng nặng lắm, hôn mê 2 ngày mới tỉnh. Lúc nuôi trong bệnh viện, con có đeo cho chồng con máy niệm Phật, niệm suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Chồng con ngày thường chưa hướng theo Phật pháp, không đi chùa ngày nào hết. Bác sĩ nói nghi ngờ chồng con có bị khối u trong não, dự định sẽ mổ não. Con nghe bác sĩ nói tin như vậy vì thương chồng nhiều quá. Vì anh ấy, con cứ niệm Phật suốt, lúc nào trong tâm con cũng cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho chồng con khỏe lại, bệnh nặng hóa bệnh nhẹ thành không. Và kỳ tích đã xuất hiện, thầy ơi. Chồng con khỏe lại nhanh chóng một cách lạ thường. Bác sĩ báo tin lại, xem kỹ hồ sơ, không còn khối u nữa. Con mừng rơi nước mắt. Con nghĩ Phật Bồ Tát đã cứu chồng con. Trong tâm con khởi lên ý nghĩ mang ơn tất cả Bồ Tát. Kế đến nhớ ơn thầy dạy bảo cho con đường tu hành, mang ơn tất cả bác sĩ và tất cả mọi người xung quanh con. Phật Bồ Tát thật vi diệu, từ ngày biết đến thầy con tu hành rất tinh tấn, siêng năng niệm Phật hơn. Trong tâm con luôn cầu nguyện với Phật để con lo gia đình con cái lớn khôn, con được đủ duyên vào ngôi Tam Bảo, phụ thầy nuôi người già. Cầu Phật gia hộ cho con được tròn tâm nguyện. Con xin hứa với thầy sẽ cố gắng niệm Phật tinh tấn hơn nữa và dẫn dắt người đi tu, và cuối đời cùng hẹn gặp thầy và toàn thể đại chúng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Còn nhớ có lần trong một bài giảng lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 2000 lại, thầy có phát nguyện nếu thầy vãng sanh về Cực Lạc sẽ độ tất cả hội chúng cùng về Cực Lạc. Và trong buổi giảng đó con may mắn có mặt. Thầy ơi, con thật sự cảm động vì tấm lòng rộng lớn của thầy. Trong lòng con, thầy
là Bồ Tát thật sự, con luôn ghi nhớ trong tâm lời phát nguyện của Thầy, và con tin mãn báo tháng này Thầy cho ta gặp nhau ở Cực Lạc. Con xin ngàn lần cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nên có những công đoạn rất là xác thực quý vị. Từ niệm Phật mà có sự cảm ứng cực kỳ thù thắng. Những đức đọc lên những lá thư như vậy, mong rằng có những người gặp sự cố bệnh đau hay sự cố gì trong cuộc đời, quý vị có thể nương vào bộ nguyện niệm Phật để tu tập, để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Quý vị thấy rằng là chân thật tin Phật, tin Bồ Tát sẽ có sự cảm ứng bất khả tư nghị. Hồi nãy như Đức đọc lá thư có một con đoạn nói rằng là bệnh đau của chồng cô chuyển hóa gọi là kỳ diệu. Từ cái tâm quá thương chồng, cô niệm Phật. Quý vị cũng học thương cha thương mẹ, thương chồng thương vợ, thương người thân. Khi họ bệnh đau hoặc họ mắc, quý vị phải thành tâm thành ý niệm Phật, cầu Phật Bồ Tát từ bi cứu độ họ. Cái tâm chân thật đó nó mới đặc biệt quý vị. Nhớ, bây giờ mình khóc, mình ghen, mình than thở, nó không được lợi ích gì hết. Niệm Phật được lợi ích rất lớn. Lợi ích lớn cho người còn sống, lợi ích lớn cho người đã mất. Nhớ kỹ, từ nơi cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì, từ nơi những cái pháp hội tu tập, tổ chức khóa tu thứ bảy chủ nhật, có rất nhiều người về chùa mình có sự chuyển hóa cực kỳ đặc biệt, và có những sự chuyển hóa ngoài sức tưởng tượng. Từ nơi nhân duyên chín mùi gặp được pháp môn niệm Phật, gặp được những sự cảm ứng của Phật Bồ Tát từ bi gia hộ, giúp cho những hành giả tu tịnh độ càng tăng thêm tính tâm tính nguyện. Nhưng không phải vì đó mà chúng ta trở thành người niệm Phật cứ mãi mãi cầu sự cảm ứng. Sự cảm ứng khi khởi đầu Phật Bồ Tát từ bi hộ trì cho chúng ta, tăng thêm thiện duyên cho chúng ta tu tịnh độ. Nhưng chúng ta tu càng tu về sau thì chúng ta phải an định ngay bổ nguyện Di Đà, đó là niệm Phật, gặp sự cố gì vui vẻ trả nợ, khi bỏ báo thân này được Phật Di Đà tiếp dẫn giáng sanh. Đó mới là đúng quý vị. Nhớ kỹ, như vậy thì rất là đúng. Còn nếu như mình mãi mãi chạy theo sự cảm ứng, sự vi diệu, thì chúng ta có khi lại mất tính tâm đối với Phật Pháp. Quý vị phải nhớ kỹ, Phật Bồ Tát rất là từ bi, nhưng chỉ giúp quý vị tăng thượng duyên, tăng thượng duyên. Chứ những người có tâm cầu nguyện, Phật Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý vị thì tăng thêm thiện duyên cho quý vị. Nhưng không phải vì chỗ đó mà cứ đòi cảm ứng mãi trong cuộc đời của mình tu tập. Nếu đòi cảm ứng hoài, không khéo chúng ta lại đi phê phán, hoặc là chúng ta đi nói này nói kia nói nọ. Khi không còn cảm ứng nữa thì nghĩ rằng cách tu này chắc có cái gì không đúng, nên bây giờ sao mấy cái cảm ứng mất tiêu hết rồi. Lúc trước mới tu sao nhiều cảm ứng quá, mà giờ tu giết bây giờ sao mất tiêu cảm ứng hết. Lại sanh cái tâm thói tâm, không muốn tu. Đó, rất nhiều người bị bệnh đó. Nên tại sao cái người gặp Phật Pháp mà tu sau này bỏ cuộc? Cũng vì cái bệnh cầu cảm ứng mà bị bỏ cuộc. Rồi không thấy có cảm ứng nữa thì nghĩ tưởng đâu phương pháp tu sai. Niệm Phật sao đây, không đúng. Rồi đi tìm cách nào để niệm Phật cho có cảm ứng. Cứ kìa đi đầu này đầu kia đầu nọ, cuối cùng đi đầu này đầu kia đầu nọ đi tìm cảm ứng. Tìm giết rồi như kẻ cùng tử đi lang thang. Rồi bỏ tâm tu đạo. Nên á, An Tổ cái câu đầu tiên này dạy hay lắm. Tin sâu nhân quả. Cái câu tin sâu nhân quả cực kỳ hay quý vị à. Có nghĩa là từ phàm phu tới Phật Bồ Tát phải tin sâu nhân quả. Nếu như phàm phu mình mà học đạo mà tin sâu nhân quả thì quý vị ít bao giờ sanh phiền não. Như Đức nói với quý vị 100%. Có người tu chúng ta không được kết quả là do cái tâm kiêu ngạo ngã mạn quá lớn. Cái bệnh người tu hành mình, cái bệnh mà sanh tâm kiêu ngạo ngã mạn này ghê lắm.
kinh khủng lắm quý vị à. Những đức cũng rất là mừng nha quý vị. Hàng Phật tử mà những đức hướng dẫn, họ không có đến nỗi tệ gì cái mảng này. Vì những đức dạy họ rất là kỹ. Đi lại chùa tu tập những đức hướng dẫn họ rất kỹ nhiều bài pháp. Những đức rất là mừng cái hàng Phật tử mà mình hướng dẫn rất đông, mà họ có một cái tố chất này họ tiếp nhận ngay. Thí dụ như một số người coi người này người kia người nọ, ai chỉ cần nói động đến thầy họ cái gì chút là họ chữ. Họ binh họ chữ ghê lắm quý vị. Họ binh họ chữ ghê lắm. Nhưng mà những đức rất mừng cái hàng Phật tử những đức hướng dẫn. Giờ ai có nói những đức, ai có chữ những đức, họ cũng không có thích xen vào chữ người ta. Cái này thật sự Nam Mô Di Đà Phật, mình rất mừng. Mừng là người mình hướng dẫn được cái tâm như vậy. Vì sao? Vì những đức họ dạy họ tin sâu nhân quả. Những đức thấy rồi rất nhiều luôn quý vị. Nhiều người giảng đạo hay là họ hâm mộ ai, quý vị chỉ cần nói, quý vị họ bắt cần quý vị giải thích cái đó đúng hay sai gì. Họ cũng là trước nhất là chỉ cần đụng đến người họ ngưỡng mộ là họ chữ. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái lượng Phật tử của chùa mình hướng dẫn cực kỳ đông luôn. Nếu nói rằng là tính tình mà là như vậy, không dạy sâu về định lực nhân quả, không dạy về tính nhân quả, thì quý vị coi ai mà chỉ cần nói đến những đức một cái thì họ tập trung lại, quý vị coi họ chữ cỡ nào, chữ kinh với nhau quý vị, thì đúng là tội nghiệp. Nên những đức dạy hàng Phật tử mình cái chỗ là phải tin sâu nhân quả. Cái đó là cái rất hay. Mình mừng là mình hướng dẫn Phật tử, Phật tử biết nghe lời mình chỗ này. Những đức từng nói rằng chuyện của những đức không thích Phật tử đụng vào. Cái nhân, cái quả, cái độ sanh của mình, quý vị không hiểu, quý vị đừng đụng vô chuyện của những đức. Thuận nghịch gì kệ những đức. Quý vị chỉ lấy cái hay học tập, còn cái nào quý vị thấy nó không phù hợp thì rút kinh nghiệm đi thôi. Nên từ nơi đó mà Phật tử mà mình được dạy gì đúng là mừng. Mình mừng khi mình được ông thầy ông nhắc nhở mình gì để mình đỡ tạo khổ nghiệp. Đó, quý vị coi mà bây giờ người ta học đạo, người ta chạy theo hình tướng, chạy theo cái ngưỡng mộ. Chạy ngưỡng mộ ai chỉ cần phân tách cái gì họ bắt càng. Chỉ cần đụng đến họ nói cái người đó nói tầm bậy, ganh tị rồi kia nói tầm bậy, họ chửi người ta. Không cần nói chứ. Đó là cái mà tất cả những người hướng đạo nên dạy những người hữu duyên nghe mình. Dạy họ cho đàng hoàng. Dạy họ cái điều gì? Dạy họ cái điều đừng đụng đến cái chuyện của mình, để họ đừng có tạo khổ nghiệp. Nên kinh Vô Lượng Thọ Phật điêu không? Đừng có tạo khổ nghiệp. Cái khổ nghiệp cái miệng này ghê lắm. Cái này kinh khủng lắm. Khi quả báo đến rồi trở tay không kịp. Quả báo đến rồi đáng sợ lắm. Đó. Nên quý vị biết rằng là cái công đức niệm Phật này thù thắng lắm. Dù mình gặp sự trở ngại, bệnh đau hay bất cứ sự cố gì, nếu như mình cứ chân thật niệm Phật đi rồi mọi việc cũng sẽ qua. Quý vị nhớ, nếu quý vị là người niệm Phật mà muốn sanh cực lạc, vì hãy nhớ cái câu rồi mọi việc cũng sẽ qua. Bất cứ cái sự cố gì, thuận nghịch gì trong cuộc đời rồi cũng sẽ qua. Quý vị cứ kiên nhẫn, kiên định tâm niệm Phật đi. Sự lợi ích lớn nhất là quý vị tin Phật niệm Phật. Khi quý vị tin Phật niệm Phật thì cái lợi ích này lớn. Lợi ích này cực kỳ lớn luôn. Nó như cái lá thư nãy như Đức đọc cho quý vị nghe đó. Không? Nó từ như những lá thư người thật việc Phật xác thực, người ta gỡ đọc lên cho quý vị coi, để càng tăng tín tâm tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hôm qua những đức làm những đoạn ký sự những cụ già từ 80 tuổi đổ lên, dài bởi những đức lựa từ các cụ từ 90 tuổi đổ lên, rồi coi chùa mình có những cụ 100 tuổi đổ lên, lựa những cụ gì đó để làm chi. Mình làm những đoạn ký sự cho các cụ già khắp nơi nơi được coi. Khi các cụ già khắp nơi được coi, các cụ già nhìn đó ngưỡng mộ các cụ cố gắng niệm Phật. Người trẻ cũng niệm Phật, người già cũng niệm Phật. Bà cụ hứa chiếc bà sống hơn 100 tuổi. Sức khỏe bà tốt, mọi người hỏi bà cách dưỡng sinh. Bà nói rằng là bà vui lắm, bà không có bao giờ buồn ai đâu. Tất cả những việc không vừa lòng, không vừa ý, bà coi cũng như là đứng ở ngoài đường mà xe chạy qua chạy lỡ. Bà nói gì đó, giải thích gì đó. Giống như chuyện mà vui
chuyện buồn, chuyện thuận, chuyện nghịch, cái khen cái chê, bà coi cũng như là người ta chạy xe ngoài đường, xe đông đúc chạy qua chạy lại, thấy xe mà không biết cái đó là xe của ai hay người ai, người nào không cần biết. Giống như đứng ngay chợ mà kẻ đi chợ lang thang, đi tứ tung lang thang, thấy con người nhưng không để ý mặt mày của ai. Đối với chuyện khen chê, đối với bà cụ Hứa Chiết là như vậy. Bà nói rằng bà thường ha ha chứ không có hu hu. Cách dưỡng sinh của bà là ha ha, không hu hu, không có tâm hãm hại người khác, không có tâm châm biếm hay là hạ bệ ai, nên bà sống rất thọ, sống rất vui, sống rất thọ. Bà 100 mấy mươi tuổi mà bà còn có cái tâm nuôi người già, mà trong khi người già chỉ có 60 tuổi. Nên những đức làm những đoàn ký sự cho các cụ trong chùa mình từ 80 tuổi đổ lên, những đoàn ký sự đó bị coi, bắt cho cha mẹ mình coi, để cha mẹ mình nhìn người già này mà niệm Phật theo. Và những đức sẽ làm những đoàn ký sự từ 90 tuổi đổ lên. Từ hôm nay những đức thí dụ như cho các cụ già trong chùa, mấy bà niệm Phật, bà nhảy múa đồ này kia để làm gì? Để cho con người ta thấy gian đã thích vậy. Người không tu ta cũng thấy gì, giờ nhìn người già vậy cái bản thân người ta, khi người ta cũng không nói gì. Chứ khỏi cho các thầy, các chú, các cô chứ, cho các bà già, các bà già bà niệm Phật, bà nhảy múa dường A Di Đà Phật, bà làm gì đó gì mà người ta coi nữa. Già niệm Phật ngay á, để mong đem câu Phật hiệu đi kết duyên cho nhân sinh. Cái trang mạng internet bây giờ nó hay lắm, nếu mà khéo thì cũng tu duyên tu phước gì nó lớn. Lấy những cái đoạn niệm Phật của các cụ già tung ra để cho người khắp nơi nơi dù không niệm Phật nó cũng bắt vô nó coi, thấy lạ lạ, thấy ui gì ai già nhảy dư ta. Không ngờ niệm Phật, mấy bà cụ có niệm Phật A Di Đà Phật, có niệm Phật cái người ta coi, người ta nghe được câu Phật hiệu, gieo cái chủng tử làm Phật. Cho hỏi vậy, mình đến với cuộc đời này mấy mươi năm ngắn ngủi, mình đã tu môn tịnh độ, mình gặp môn tịnh độ, mình biết rồi. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng đặc biệt quá, mình biết rồi. Bây giờ mình chân thật, mình đem pháp môn niệm Phật này mình giới thiệu bằng cả tấm lòng của mình, mong cho chúng sanh được tiếp nhận pháp môn tịnh độ, được lợi ích. Nên những đức nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả các cụ đại chúng trong chùa và Phật tử khắp nơi nơi, nguyện cầu cho quý vị gặp được pháp môn niệm Phật. Quý vị cố gắng niệm Phật, thời cuộc nhiều kiếp nạn quá, siêng năng niệm Phật lên. Với tuổi già rồi, thời gian không còn bao lâu nữa đâu, bây giờ không còn thời gian để cho mình đi lang thang nữa, không còn thời gian để cho các cụ nghĩ ngợi lung tung nữa đâu. Các cụ nên siêng năng bấm số niệm Phật, vô chánh điện tu, bước ra thì bấm số niệm Phật. Trên chánh điện mỗi thời tu những đứa có một bài pháp ngắn đó, rất quan trọng. Nghe để hừng hực cái tâm mình lên, hừng hực cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc của mình lên, thì rất là quan trọng. Các cụ tuổi già rồi, thời gian mà đi tu trễ quá các cụ, bây giờ các cụ nên tranh thủ lên, nên siêng năng niệm Phật lên. Các cụ đừng nên giải đãi, uổng lắm. Khi cuối cuộc đời mình không có ai giúp mình, bằng chính mình giúp mình niệm Phật đâu các cụ à. Bây giờ chùa mình lo cơm ăn áo bận hết rồi, các cụ cứ lo niệm Phật thôi là được rồi. Đây là cái rất là quan trọng. Phật tử cũng vậy, ngoài đời có bạn biểu cỡ nào phải siêng niệm Phật, cứ thường ngày bình thường cứ siêng niệm Phật. Những đức này công việc rất là bận, nấu ăn lo việc đủ chuyện hết chứ. Bây giờ mà qua ăn cơm với các cụ bên các đạo tràng, có khi một tuần cũng không qua được, nhưng mà những buổi giảng những đức nhất định sẽ qua. Như thứ bảy các cụ cứ sắp xếp được cứ qua bên đạo tràng cộng tu nghe giảng pháp, thấy không? Các cụ nào muốn đi thì quý thầy cứ chú cứ cho đi đó. Mỗi tuần thứ bảy bên đạo tràng 3 giảng pháp xong rồi phóng sanh cũng thiết thực đó. Rồi á, một tuần thì tối thứ hai những đức giảng ở đạo tràng 3 các cụ tập trung là hết. Tối thứ năm bên đại tùng lâm nhà văn hóa các cụ mấy đạo tràng bên đó tập trung lại. Đó là một tuần là mấy buổi những đức giảng rồi đó các cụ. Rồi ngày nào những đức cũng chia sẻ bài pháp cho cụ nghe. Bây giờ những đức rất là bận, công việc rất là nhiều, đến nỗi lên chánh điện tu cũng không lên được luôn các cụ. Bây giờ rảnh chút cứ quỳ chỗ này lấy Phật ngay trong phòng, cứ ngày lấy Phật 3-4 lần, 2-3 lần, gom gom lần 10 mấy 20 phút, 10 mấy 20 phút gom lại. Cái cách tu bằng tu mót,
đi đứng nằm ngồi niệm Phật, lúc nào cũng đeo mắt niệm Phật đó. Rồi chuyến này Phật đản á, là cái buổi tối mà mùng 7, buổi tối mùng 7, bữa nay mùng 1 tháng 4 quý vị, là tối mùng 7, Như Đức sẽ có một bài giảng. Vì tối mùng 7 là Phật tử về rất là đông rồi. Như Đức sẽ có một bài giảng lúc khoảng 6 giờ tối. 6 giờ tối. Giảng cho tới 7 giờ. Có một bài giảng. Tại vì cái buổi tối mùng 7 đó là đoàn khắp nơi về rất đông. Nên Nhân Đức qua bên đầu chàng 3 sẽ giảng một bài giảng ở bên đầu chàng 3. Rồi lúc đó cũng có máy chiếu hết rồi. Giảng luôn trực tiếp, Nhân Đức giảng chung cho đại chúng nghe luôn. Rồi sáng mùng 8 là khoảng 3 giờ rưỡi chúng ta sẽ có Pháp hội Di Đà. À, chương trình gì là cả ngày mùng 8 luôn đó quý vị. Cả ngày mùng 8 luôn. Rồi tối mùng 8 xong hết, tất cả các đoàn ở xa nghỉ lại ở bên Đại Tùng Lâm với đầu chàng 3. Sáng quý vị qua bên Hộ Pháp. Sáng qua bên Hộ Pháp. Thí dụ như sáng khoảng cỡ 5 giờ quý vị qua cũng được. Nghỉ 5 giờ qua cũng được. Đó. Rồi quý vị qua bên chùa Hộ Pháp. Như thế sẽ tổ chức cái khóa tu buổi sáng đó ở bên chùa Hộ Pháp. Và sẵn dịp quý vị qua chùa Hộ Pháp luôn thì nghe Pháp rồi phóng sanh cũng đi thực. Khoảng 11 giờ trưa là xong chương trình. 11 giờ trưa xong rồi chúng ta muốn chụp hình giao lưu các đoàn ở xa thì bên Hộ Pháp cũng được. Đó là chương trình cái chuyến đi quý vị Phật đản. Và chương trình Phật đản quý vị sẽ được nhận khăn tròn cổ, một mỗi người một cái đèn bông sen. Pháp hội Phật đản cực kỳ thù thắng, cực kỳ lớn. Và thỉnh tượng Phật, đi được thỉnh tượng Phật. Những bộ tượng Phật rất đẹp. Chuyến này chúng ta có 1.000 bộ tượng Phật để tặng cho quý vị Phật tử. Nên tất cả những trưởng đoàn phát động chương trình và nêu lên cho những người đi tu chung chương trình thỉnh tượng Phật như thế nào. Thỉnh máy nghe Pháp, máy niệm Phật để đem về tặng cho vùng quê của mình và thân bằng quyến thuộc của mình. Quý vị nên hướng dẫn họ thêm chỗ đó. Cái này rất là quan trọng nha quý vị. Đó, nhớ đó. Và khi Phật đản xong thì tới chủ nhật tuần đó chúng ta cộng tu chủ nhật bên chùa Hộ Pháp. Và cũng ngay ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Và khi chủ nhật cộng tu đó xong thì bước qua tuần và nằm vào thứ sáu, Như Đức sẽ tổ chức chương trình khiếm thị. Như Đức sẽ tổ chức chương trình khiếm thị khi qua tuần đó. Chương trình khiếm thị tổ chức chuyến này cũng rất là lớn. Quý vị coi con người bây giờ người khỏe mà còn nhiều người khổ, không chỉ là người khiếm thị, người khiếm tật. Nên chương trình khiếm thị với hợp như chúng ta nói tổ chức. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tổ chức khi qua Phật đản. Thì chương trình khiếm thị sẽ tổ chức thì các điểm chùa, các cụ, đại chúng trong chùa, chúng ta ai là những người các cụ có tiền còn lại thì quý thầy nêu lên các cụ phụ những đức làm chương trình khiếm thị để tu duyên tu phước. Các cụ trong chùa, hàng Phật tử khắp nơi nơi, Phật tử nước ngoài, ai thích làm chương trình khiếm thị thì cùng chung tay những đức làm chương trình khiếm thị. Vì đây là chương trình thiện nguyện làm bằng cả tấm lòng. Tất cả người khiếm thị về, Như Đức đều tặng tiền xe cho họ, trả tiền xe cho họ hết và gửi bao thư cho người khiếm thị. Rồi các Phật tử khắp nơi nơi thì quý vị đi đến được có tiền thì vì của ít lòng nhiều tặng cho người khiếm thị, dẫn con cháu người thân của mình đến để cho họ được chính đôi tay họ cho người mù, người tật nguyền, để họ thấy trong cái cuộc sống bây giờ mà còn rất nhiều người rất là khổ, để bản thân của con cháu của mình họ biết tiết kiệm. Cái nào đáng ăn thì ăn, đừng phí phạm. Vì còn bao nhiêu con người thiếu cơm, ăn áo bằng.
đó là cái tấm lòng tình thương mến thương giữa con người với con người với nhau. Nên từ một câu Phật hiệu, chúng ta có thể phát ra tâm từ bi và niệm niệm vì chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh. Cái này rất là quan trọng quý vị. Chúng ta nên nhiệt tình tạo cái mà mình cầm theo được nghe quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.